Những cột khói cuồn cuộn này được bốc ra từ một công ty nằm trên đường số 1, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2020, nhiều công nhân tại khu công nghiệp Hiệp Phước bất ngờ phát hiện đám cháy này nên báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, cột khói bốc lên cao hàng trăm mét, nhiều vật dụng phía bên ngoài công ty đã bị biến dạng. Tuyến đường số 1 cũng được lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ công tác xử lý. Xe cứu thương cũng được điều động đến để hỗ trợ. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục.